Dương Mai chứ chị Bông xin chào quý cô chú anh chị gần xa đã quay trở lại với em ạ. Cả nhà ơi, ngày hôm nay vườn mai nhà em về một cái lô mai cúc thọ hôn. Trời ơi, đẹp quá cả nhà ơi. Và đặc biệt ngày hôm nay tri ân đặc biệt cho quý cô chú anh chị luôn nè. Giá là 150 một cây thôi cả nhà. Hai cây bên em còn bao ship luôn. À, lô này nó vừa có bí vừa có thú đủ kiểu hết quý cô chú anh chị ơi. Nè cả nhà nhìn nè, rất là đẹp luôn nha. Ở hàng này là hàng đơn tàn liền cốt hết rồi nè cả nhà. Giá chỉ có 150 thôi. Hai cây bên em sẽ bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị. Và nó vừa có bí vừa có thú luôn á cô chú anh chị ơi. Đó đây, dòng cúc thọ hôn thì mọi người đã biết rồi. Dòng này thứ nhất dễ chăm, thứ hai dễ trồng, thứ ba là cây bông chùm rất là đẹp luôn. Đó, cây này bên em đã bấm tàn nè, đôm lại. Bây giờ nó đang ra cơi này nè, chuẩn bị ra thêm cơi hai nữa là tuyệt vời luôn á cả nhà. Rồi anh chị nào thích dòng này hãy alo cho vườn mai của chị Trà Bông nha. Giá chỉ có 150 một cây thôi cả nhà ơi. Bên em bao ship toàn quốc luôn ạ.